cái da chết, da dư da rất nhiều luôn này. Để nào chị? Đây. Đấy to. Ví dụ ngày mai mà chị mới đi bật cái bao bạch cả được luôn gì ấy? Không chị, chị phải sau 3 ngày. Sau 3 ngày chị. Để cho cái da của mình nó ấy hết đi đã chị. Để cho cái da của mình nó xuống hết cái tảo ấy. Mà nó không còn hiện tượng châm chích gì thế nữa. Thế thôi, để cho qua cái đợt 4 lần này đi nhỉ. Vâng. Bật chế độ sáng này. Ngày chết nhiều. Sừng nhiều. Ừ, sừng nhiều lắm chị ạ. Mỏng hay mỏng, con sừng thì nó vẫn là sừng. Không được. Cơ chế hoạt động của da nó vẫn phải hoạt động thôi. Nhiều nào. Ừ. Bình thường chị có tẩy da chết hàng tuần không? Có. Chị kéo cho em cái áo lên với em. Tại vì thường thường là nếu mà da mỏng là em thấy là rất là nhiều chị là không dám tẩy da chết đấy. Không, chị có mà, chị mua về nhà chị tẩy mà. Nhưng mà các chị tẩy vật lý. Tẩy vật lý thì không tẩy vật lý không hiệu quả được. Da chị các chị sừng nó bám chặt lắm, tẩy vật lý làm sao mà nó ra hết được. Ừ. Tẩy vật lý thì nó gọi là ấy thôi. Thì các chị an toàn thì ở nhà phải tẩy vật lý thôi, không phải ai dùng tẩy hóa học đâu. Ừ. Tẩy vật lý thì nó chỉ là làm bong cái rất nhiều luôn này, chút này em cho chị xem. Ừ, trên vùng trán nhiều nhỉ? Chị ở trán chị ấy mà nhiều. Trên vùng trán nhiều lắm. Đây là tẩy kiểu chị cảm giác là nó đen nó hơn là, đúng không? Vùng trán nó đen hơn. Tẩy hóa học với chị cả hóa học và vật lý, cả sinh học, nó ba loại kết hợp với nhau. Ba loại kết hợp với nhau tạo nên cái liệu trình như thế này chị. Chứ không hẳn là nhất thiết là chị một tẩy hóa học không trong không luôn. Ba phương pháp trong một. Nhìn như vậy thôi mà da chị không hề bị đỏ gì đâu. Ừ. Ở nhà chị bôi cái bộ nhân sâm tím ấy. Em cho chị mượn cái mặt nạ rong biển. Nãy em cũng nó có giải thích cho chị. Đấy, chị cái mặt nạ rong biển. À, chị ơi, đổ cho em ít nước lại mát vào nước nước sạch kia kìa, xong cho em ít cái bên cái dòng nước mát ấy. Nước đây, lạnh cho vào đây. Giúp em. Đây cái mặt nạ rong biển đây này. Xong rồi. Xong rồi đấy chị. Giờ đắp mặt nạ thôi, chị đâu có đắp mặt nạ thôi. Bóng lắm. Đấy cho chị một cái này. Trông lột xong đã sấy sáng lên mấy tông rồi. Ở nhà chị bôi. Em lấy cho chị một cốc nước lạnh. Nước lạnh sạch uống nước ngoài kia kìa. Ở bình nước lọc ấy. Một ít thôi, không cần nhiều đâu. Để cho nó ngấm lên. Cái này nếu mà chị ở đây ấy, thì chị cứ qua đây bọn em làm cho. Cho nó an toàn. Tại chị vì không bao giờ chị mua về nhà chị làm đâu. Chị ngại làm ở nhà lắm. Tại mình không biết cách làm ấy. Vâng. Nếu là mình gần đây á, nhiều khi các chị ở xa thì bắt buộc là phải chịu thôi chứ nào. Với lại là ví dụ như chị có ra spa ấy thì các bạn chuyên viên các bạn cũng cái chuyên môn của các bạn kém ấy. Như chị gặp em thì em lại làm về chuyên gia, em làm đào tạo nhiều nên thành ra là bản chất thì em nhìn ra nó cũng tốt hơn. Đảm bảo chị cái độ an toàn lành tính cao hơn. Tức là ví dụ như là khi mà da của chị như thế này thì có thể là mình sẽ pha cái tỷ lệ khéo không rơi đổ nước vào này. Cho nó đều hết tất cả. Còn đau không chị? Không. Đó, rất là nhẹ đúng không? Chị bảo chị mang cái khăn ở nhà đi. Đổ nước đi đã được. Đấy. Như này thôi, xong tí nữa mình đắp cái mặt nạ rong biển này vào cái nó không có một cái cảm giác gì hết, thích lắm. Mình có lọ kem chống nắng hay là ép nào sở đây nào? Mình có lọ của chị đang dùng hay sao? Em xem có một lọ hay hai lọ. Tại vì cái da này cho dùng EGF ấy. Chị dùng cái DBH cũng có EGF mà. Thế à? Nhưng mà nó là dòng sinh học hay hóa học chị? Chị chỉ biết nó của Mỹ thôi. Chị chỉ đưa em xem thôi. Tại vì nếu mà dòng hóa học thì mình sẽ không dùng được cái này.
sợ nó chị có nhiều loại lắm, cả cái gì của Nhật ấy nhá, Aneta của Nhật. Vâng. Nhìn thấy rõ cái vùng trán là trắng đây này. Chị đang dùng cái bộ này này. Dạ. Em có nhìn rõ không? Em nhìn được. Không có để tìm. Hôm nọ có lợi tế bào gốc mới ở cũ. Đây này em này. Em tìm cho chị xem cái kia. Chị dùng là loại đen hay là loại trắng đây? Cả hai loại, một cái kia đấy như kiểu là còn nền, kem che khuyết điểm. Còn nền một cái là không nền. Còn đó một cái là cái đen đấy là cái kem chống nắng, còn nó cái kia là kem che khuyết điểm. Nó phải có cái lật đằng sau ấy, lật đằng sau lên để nhìn được cái. Cái này phải có cái mở. Tại vì nhiều cái kem chống nắng nó không kháng được UV. Chị ạ. Ừ. Nó chỉ kháng được UVA thôi, nó không kháng được UVB. Thế nên là nhiều khi là dòng chống nắng nào cũng không, không phải dòng chống nắng nào mà cũng làm cho da của mình cái chị thích dùng cái nào mà nó khô khô da cơ, nó không bị bết, tại vì chị không dùng thêm phấn mà. Vâng, chị chỉ dùng bôi kem chống nắng rồi đôi lên râm, chị không dùng thêm phấn nên cái mặt nó ướt ướt à. Ví dụ như là trong 3 ngày đầu ấy là chị dùng cái EGF ở đây này thì là rất là tốt. Sau đấy thì là từ ngày thứ tư thì chị dùng thêm cái CC đây. Cái CC ở đây thì nó cũng là cái kem nâng tông trang điểm mà nó dùng cho da dầu ấy, không bị bóng. Sáng nhá, làm xong ra sáng, sáng bóng bóng nhá. Có cái gương chị xem này, gương nhỏ em tìm cho chị cái gương nhỏ xem để ở đâu, hôm trước là để ở dưới bàn này hay là để đâu. Cái gương vàng vàng ấy. Đây là xem ở trong cái hộp này này, xem có trong đây trên này, trên này. Hộp trên này đây này, hộp trên này là cái này ra đấy, xem ở trong đấy xem có cái gương vàng vàng ấy. Có đây đây, xem ở dưới này là cái này không có đâu, đây đây chị thử soi gương xem ra mình nói như nào. Chị em vừa vui thì bao gốc lên nó phải giống như thế thì em đắp mặt nạ mà thì thấy da mình có đỏ không? Bóng lắm, bóng căng. Mình em đắp mặt nạ gì cầm cầm chị cái